Alo, alo, chào anh em. Chào anh em quay trở lại với channel của mình nha. À, tiếp tục nha, một cái cuộc trên con tài xỉu nha. Đầu tiên, chia sẻ cho anh em một cái mẹo để mình bắt cầu nha. Ok, lại cũng được nha. Ok nha, xoay cầu đã. 9-5-14 chẵn này. Chẵn về xỉu một thuận này. 8-6-14 chẵn này, chẵn xỉu 2 thuận này. 9-7-6 chẵn này, chẵn xỉu 3 thuận này. Lại xỉu một nghịch này. Ok, 998 chẵn cho tài anh em. Bú luôn đây này. Ôi, 1, 2, 3, 4. Bên xỉu này. Cầu chạy ngang, địch mẹ mày ngang. Đây là đẹp luôn. Tôi đang bắt cầu nghịch em nha. Chấp lẹ, đây là xỉu này. Ok, 998 chẵn này. Chẵn chút cầu nghịch nha. Nghịch chất tài nha. 6 không? Địch mẹ mày 5, 2, 3, 5 này. Chẵn phải xỉu một thuận, không 1, 1 rồi. Rồi anh em. Rồi anh em chúc cầu nghịch nha. Thì chúc cầu thuận gọi là tiếp tục mình em ạ. Còn cầu một luôn em này. 9-8-7 này, lẻ với siêu nghịch 9-98 chẳng với siêu thuận này. Tiếp tục mình 10 cũng không 10 chẳng này. Số tài thế này anh em này. Thế này một tài đẹp luôn anh em này. Thế là anh em tự tin vững mạnh cho tôi thế này luôn đấy anh em ạ. Giờ chân anh em ạ. Địch mẹ này. Chẵn này. Chẵn về xỉu của thuận này. Địt mẹ em cầu chạy láo nha. Cầu chạy rất láo luôn anh em ạ. Cầu chạy như này địt mẹ này thật sự thế đấy anh em ạ. Ok. Ok cho anh em mình chơi đấy. Thế này anh em chờ chút nha. Địt mẹ mày không vội vàng anh em ạ. Không nên vội vàng hấp tấp anh em ạ. Bình tĩnh thôi. Thế có thuận này. Đi phải có về tiếp anh ạ. Đi phải là hai thứ có thuận rồi. Nổ luôn thế này tiếng Việt luôn anh em này. Nổ tiếng Việt luôn anh em này. Đi mẹ mà nổ tiếng Việt luôn. Nổ luôn tiếng Việt cho anh em. Địt mẹ mày về bờ luôn anh em này. Thế anh em chúc cầu thuận tiếp này. 12-2-14 chẵn này. Chẵn cầu thuận anh em ạ, chút xỉu nha. Chốt anh em này. Xem các con thủ này. Đấy giờ. Ui, nằm có thủ bán lộn luôn. Nói chung là ra sông mới biết được anh em ạ. Địt mẹ mà. Cao thủ nó nhiều lắm anh em ạ. Nói chung anh em mình chỉ là hạt cát trên một cái trên sa mạc thôi. Biết hàng tỷ hạt cát. Công nhận anh em địt mẹ một địt mẹ mày tài này chẳng về tay của mình này a đù địt mẹ mày cầu tầm này bắt khê nha khê đấy anh em ạ. 1-1 luôn này cầu 3-3 luôn thế chứ không nghịch em này 11-3-14 chẵn này chút tài thế này anh em ạ. Địt mẹ mày cứ phải ra đòn thế này. Phải ra đòn thế này anh em ạ. Xem này.
Alo. Bắt cổ điện thế này phải không? Đi phải làm nút tiếng tài thế này em nha. Đi mẹ đen mà đổi giò tí anh em ạ. Đây là tài đẹp luôn này. 33 luôn này em ạ. Chuẩn câu 33 là bú. Rơi chân. Địt mẹ mày xíu với sợ. Cầu chạy vãi lồn thật đấy. Địt mẹ chắc là xíu cầu thuận này. Nào. Vớt bát nào anh em. Địt mẹ mày vớt được 4 mở bên này. Thôi rồi, ngon rồi. Địt mẹ mày gỡ dần thôi anh em ạ. Cầu 313 anh ạ, sợ nhất cầu 313 anh em này. 943 lẻ. Mẹ mày bắt cầu 313 thế này anh em này. Lâu đéo ra cầu này đi mẹ loại đảo anh em ạ. Đi mẹ mày gãy luôn này. Thôi nghỉ anh em ơi, nghỉ thôi. Anh em video sau nha.